cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can nguyên là cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1969, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính, và Vũ Thị Thu Hòa, sinh năm 1970, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2017 đến năm 2020, trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản do các trường học bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các bị can Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Hành vi sai phạm của các bị can được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn.